đang bước từng bước đi để gây dựng tình yêu thương cũng như là gây dựng tinh thần lạc quan yêu thương cho cộng đồng chúng tôi và cho xã hội. Xin mời chị Lê Dung lên ạ. Chị Dung là một người chị rất thân yêu chúng tôi, là người chuyên môn gây những cái sự liên kết của nội bộ và những cái hình thức trong nối kết với em. Bây giờ chị Dung sẽ có một vài lời nói về sự hình thành của Yuka và quá trình phát triển của nó. Xin mời chị Lê Dung. Dung Nhà xin thân chào tất cả các anh chị và các bạn. Xin lỗi hôm nay giờ này mình mới đến là vì tình hình sức khỏe có cái đột xuất. Cũng có thể sắp tới là các bạn cũng thông cảm mình sẽ không có thể sinh hoạt với các bạn nữa. Thì nhưng mà không có nghĩa rằng không hỗ trợ. Vẫn đứng sau các bạn và vẫn hỗ trợ các bạn. Hôm nay thì cũng rất là hân hạnh được đại diện cho nhóm để nói qua về cái sự hình thành và phát triển của nhóm chúng ta Sài Gòn. Có lẽ cũng không cần phải nhắc nhiều, tại vì đã nhắc sinh nhật thứ nhất, sinh nhật thứ hai và đến thứ ba thì ngày hôm nay có lẽ các chị các bạn thấy cái nến này thì thấy rằng là chúng ta thì đi từ cái nến thấp đến nến cao hơn. Và ngày hôm nay cái nến của chúng ta cao lắm hả các bạn? Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn. Không có các anh chị các bạn đồng hành cùng nhau thì không có thể ngày hôm nay. Hôm nay có thể là hơi bị vắng là vì trời mưa, có hơ hãi nó lên tầm. Một số anh chị thì là vì rời mấy ngày thành ra là không có thể dừng được. Và thôi thì có bao nhiêu chúng ta quây quần với nhau trong một cái đại gia đình chúng ta như là một ai nhỉ? Người nào nói câu này nhỉ? Đâu rồi? Thôi chắc là đi thay trang phục rồi. Thì muốn nói rằng là trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trở ngại từ năm 30 tháng 6 2013 đến ngày hôm nay, đáng lẽ chúng tôi tổ chức tuần rồi có thể chụp chạp là có những anh chị em không thể dự được, thành ra phải rời đến ngày hôm nay. Thì tôi nghĩ cái ngày sinh nhật thì không hẳn là phải đúng ngày, tại vì nó là cái dịp để chúng ta quây quần, chúng ta gặp nhau thì chúng ta tổ chức rời lại hay sớm hơn cũng không sao hết, miễn chúng ta có nhau. Chị Mai ơi, có phải trong một cái câu người yêu tôi vậy có cái câu là gì? Giờ còn có nhau giúp nhau cho thật nhiều, ngày nào bớt nhau sớm gì được đâu. Thưa các anh chị các bạn, đó là gì? Tâm huyết của Yuka, đó là tâm nguyện của Yuka. Và chúng ta còn gì nữa hả chị Mai? Đi ra ngoài. Chúng ta phát triển, chúng ta xây dựng thì phải bằng tình yêu thương gắn bó nhau. Đó là cốt lõi của Yuka để phát triển tới ngày hôm nay. Thưa các anh và các bạn, có lẽ là thời giờ thì không có nhiều và chúng ta chắc có lẽ nhau như vậy là cũng lắm rồi. Và bây giờ thì để hành cái nghi thức các bánh sinh nhật chúng tôi anh Hiệp là các bạn có nhớ anh Hiệp không ạ? Vâng, khi nói đến anh Hiệp thì phải nói rằng nếu không anh Hiệp thì không có nhóm Yuka Sài Gòn, người đã sáng lập nhóm Yuka Sài Gòn. Và phải nói là một cái điều mà rất là hạnh phúc là gì nhỉ? Bao giờ cũng vậy, đồng hành với người đàn ông và người phụ nữ. Và chúng ta lại có cái người phụ nữ rất là gì tuyệt vời, đó là chị Mai, là phu nhân của anh Hiệp, mà cũng là chi đầu đàn ở trong cái nhóm của mình. Chị Mai rất là mảnh mai các bạn, nhưng mà nội lực tràn đầy mỗi khi mà chị Mai dạy cho chúng ta hát. Cảm ơn chị. Và cái người mà đứng bên cạnh anh Hiệp các bạn có biết là ai không?
Chúng tôi không gọi là anh Quang, không gọi là chú Quang, chúng tôi gọi là thầy Quang. Vì anh Quang đàn, anh Quang dạy đàn, anh Quang đàn thì chúng tôi suốt một buổi không ngừng nghỉ. Ở cái mức độ mà các bạn ơi, lúc mới đến Suga thì hơi mộc mập, nhưng mà bây giờ cũng nhắc, phải không các bạn? Mình dỗ tay xuống cân và tinh thần lên. Và hiện thời anh Quang cũng là bạn xin tạm nghỉ để làm gì? Để dưỡng bệnh. Rồi sau thời gian dưỡng bệnh, anh Quang sẽ đến và lửa để vẫn bùng cháy. Và cũng cảm ơn là vừa rồi chính thức nhờ, nó gọi là cái gì cũng vậy, nó có một cái duyên. Vâng, xin lỗi, cảm ơn Hiền nhắc được em chuyện đó. Vì vậy mà anh Long hôm nay thì anh ấy đi chạy, vâng, nên anh không thể dự được. Anh về anh luyện đàn hàng ngày để đến để có thể đàn đệm cho chúng ta. Và em Chí tuổi thì cũng không thật nhỏ, nhưng mà trông giống như một anh học trò trung học, đã có sẵn cái năng khiếu về đàn piano và guitar. Và bây giờ thì là trách nhiệm đè nặng lên vai em, để em phải hỗ trợ cho mình là đàn. Và một buổi bây giờ của chúng ta, trong một buổi không phải là chỉ có một cây đàn mà có bốn cây đàn, là gì? Đàn của anh Long, đàn của Tường, đàn của Chí, rồi đàn của một cái người nào đồng múa bê bê nữa không nhỉ? Ai đâu? Ai đâu? Đâu? Em Thục Chi rất là trẻ, cháu Thục Chi rất là trẻ, ở Tứ Suối Tiên mà chạy lót tót về đây mà rất là chăm chỉ, tự đàn để làm gì sẽ phục vụ cho nhóm và muốn nâng cao anh.